Theo báo cáo gửi Quốc hội của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2024, Bộ đã kiểm tra 24 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra tại 24 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố, gồm Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Hưng Yên, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Phước, Quảng Bình, Ninh Thuận, Con Tum, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Hậu Giang, Sơn La, Bắc Cạn, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Nam, Hải Phòng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi và Cần Thơ. Về vấn đề dạy thêm học thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc quản lý hoạt động dạy thêm học thêm ở các địa phương hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, Bộ tiếp tục đề xuất đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở để sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17-2012 để bảo đảm sự phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động này trong và ngoài nhà trường.